Bọn ông quý chăm mập lơ tơ bích. Đẳng á. Nên người tư nạ kết chúc ai cho mình anh cả đào xuân gãy nữa. Người dân bác nơi cả đào xuân gãy mình anh mình xuân nè. Ôi lô chồng tươi mà bạm này văn đầu. Bật hay phô thờ rụp lột tức lột ấy ở dùm nào với bốc lên lắm anh ọc bích khơi mình lên nó lõ ạ chết hai để bật bóng trong này anh nhà mưa tư em đặt trong khăn bằng na người đó bán em đây bởi phê đi sầm sầm nàng ơi bạn chào con chú nè. Thằng nào chú bé? Nè. Cho chết mà nó đã bắt được nó chết chết mới vậy mấy. Cho này sao bắt nó cái đó à? Thôi chỉ rắc ấy nè. Nè, tí tí nhầm được cho lạt bọc ngóp nhỏ trong ruộng. Hả? Ôi, hắn nè. Hãy lấy tục xông trao, hãy mình bảo mình xông, hãy mình khoác lại bắt bóng nhóm. Nè. Bắt nó bắt ấy đứng anh. Ôi, nhìn là bỏ chú ta. Đây kìa. Ừ, bỏ đi, bỏ tí đi. Ý, lôi cái nè, cái nông nâng á, nâng ấy ớt. Các chê bị ớt là, ông khơi mọi ớt mi nó, mọi anh khô chỗ. Nhưng ao ấy bằng tích. Ôi, ớt miếng sai hết rồi. Ừ, anh nâng bạch thở sai cả ba này. Bluetooth à? Ừ. Nó ớt sai. Ôi, chọn mấy. Nó ớt sai, nó cháu xuống chọn này. Nâng Bluetooth tiếp. Ê. Ôi. Chân chân máu. Tự bật mà khai con mây đi. Lôi nè. Lánh ôn hả chẳng? Lánh. Yên nè, ta ôn phải hưởng mùi. Cá nâng á, ôn vô lôi đầy dân tốc thoát pre-wedding nhỏ. Vô được kinh cá nâng ta. Ôn chlát ạ. Mà miền chật tới nhà ấy nha. Lưu anh thật đại lắm. Nì ôn trăng quạp chật bỏ ai nữa. Phải đai ôn chả lạt ớt. Rồi ạ honey. Xong xa anh. Anh tớ trộm. Mà anh dễ thăm ấy. Lỡ lư món này anh có đông. Ừ.